Good evening quý vị. Nãy giờ mình đang có mặt ở phố đi bộ Bùi Viện, Sài Gòn. Tối ngày đầu tiên của tháng 12 năm 2017. Bây giờ khoảng 9 giờ đêm bắt đầu phố lên đèn, ba lớp hoạt động đấy vậy. Cái gì về Sài Gòn nhớ ra khu Tây Ba Lô này vui chơi, nhất là Noel vui đông lắm vậy. Vì thấy mấy quán bar mấy em phục vụ bia đó. Dài gần một cây số vậy. Khuya thì đây càng vui vậy. Đổ xô ra đường trời nó mát. Tao nãy tao nói mày cái gì hả? Ngã tư phía trước là cắt ngang là đường Phạm Ngũ Lão ấy. Góc bên trái là nhà thờ huyện sĩ. Rồi, chắc nghe đây là đường Lê Lai. Rồi, cái xe buýt màu vàng là đi từ phi trường Tân Sơn Nhất vô trung tâm Sài Gòn ấy. Phải đi đường Lê Lai.
bên phải công viên nên quý vị thấy nó hơi tối. Phải đây là chợ ẩm thực đường hầm công viên 23 tháng 9 này, bán đồ ăn ở dưới hầm dưới công viên. Xong rồi hãy có quay ở dưới này nữa. Mình đi vô đó, mình đi xuống tầng hầm bán món Việt, món Á, món Âu. Từ với đường Nguyễn Thị Nghĩa vừa trái ra ngã sáu Phù Đổng thì góc bên phải là khách sạn New World, có cà phê Starbucks. Rồi phía trước gì đi ngã sáu Phù Đổng nè. Góc bên kia là đường Ngô Tùng Châu, Nguyễn Trãi, Lê Văn Việt á. Góc bên đây là Phạm Hùng Thái. Xưa bây giờ là Lý Tự Trọng đó, gì chuyên bán xe gắn máy cao cấp đó. Xe sắt hay là mô tô cái gì ra đây. Đường này có tên là đường Gia Long ngày xưa, vì hồi nữa mình sẽ đi ngang qua dinh Gia Long. Ngày xưa nó là dinh thống đốc Nam Kỳ đó, rồi sau này là dinh của ông Ngô Đình Diệm cái gì, rồi sau này mới cho xây cái dinh độc lập á. Rồi bên phải là đường Lê Anh Xuân. Đây là cái đường nó song song với đường Lê Thánh Tôn á. Trương Định, quẹo phải là vô chợ Bến Thành đó. Quẹo trái là qua công viên Tao Đàn. Đi thẳng hướng này là hướng về dinh Gia Long. Đây cũng là một trong những con đường danh giá nhất Sài Gòn, với nhiều khách sạn, nhà hàng chạy dọc theo con đường này. Cái gì vì thấy khách sạn bên phải là Grand Silverland Hotel, trang trí Noel rất là đẹp quý vị ha. Rồi bên đây là ngã tư với đường Thủ Khoa Hưng, quẹo phải là về ngay cổng chợ Bến Thành. Một dòng Sài Gòn by night, khu downtown để quý vị
thấy cái đêm đầu tiên của tháng 12 cũng là bắt đầu mùa lễ Giáng sinh mừng năm mới 2018 quý vị. Rồi, chúc quý vị có mùa Giáng sinh an lành nha. Good night quý vị, hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo. Thank you, see you quý vị. Goodbye.